Chào mừng các em đến với trang lời dạy hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho hoạt động 4, trang 18, sách giáo khoa, toán 6, tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện các phép chia 196 chia 7 và 215 chia 18. Thế thì để thực hiện hoạt động 4 này thì chúng ta sẽ đặt phép tính chia như bình thường chúng ta đã học ở dưới tiểu học, và chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi vào phép toán, được chưa ạ? Rồi bây giờ cô và các em sẽ cùng đi trình bày lời giải chi tiết cho hoạt động 4 này. Rồi với phép chia thứ nhất, cô sẽ đặt phép chia luôn vào trong bài làm của mình. Đó là 196 chia 7. Chúng ta có này, 19 chia cho 7 thì sẽ được kết quả là bằng 2, đúng không ạ? 2 nhân 7 là bằng 14, 19 trừ đi 4, vậy thì dư 5. Hạ 6 xuống, cô sẽ được 56 chia 7 là chúng ta được kết quả bằng 8. Vậy thì ở đây, 8 nhân 7 56, vậy là đây là phép chia hết, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ ghi lại kết quả, chúng ta sẽ chốt lại kết quả của phép toán. Đó chính là 196 chia 7 bằng 28. Tương tự như vậy cho phép chia thứ hai. 215 chia 18. Rồi, 21 chia 18 được 1. 1 nhân 18 là 18, 21 trừ đi 18 vậy là dư 3, đúng không ạ? Hạ 5 xuống. 35 chia cho 18, nếu như là được 2 thì chúng ta nhân lên sẽ được kết quả là bằng 36. Như vậy là lớn hơn 35 rồi, vậy là không được. Vậy thì chúng ta chỉ có thể là 1 thôi, đúng không ạ? Nhân lên, vậy là bằng 18. 35 trừ 18 thì sẽ dư 17, đúng không ạ? Rồi vì đây là sau khi chúng ta đã trừ đi rồi, chúng ta được kết quả bé hơn số chia, nên chúng ta sẽ dừng kết quả phép chia tại đây. Vậy là phép chia này là một phép chia có dư, và cụ thể số dư chính là 17. Vậy cô sẽ kết luận cho kết quả của phép tính này. 215 chia 18 bằng 11, và chúng ta mở ngoặc dư 17. Đúng chưa ạ? Rồi vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho hoạt động 4. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem lời giải chi tiết cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.